ngày 5 tháng 9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Gia Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở nuôi dưỡng ở thành phố Pleiku là do bị bạo hành. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói đã chỉ đạo Công an thành phố Pleiku tiếp tục điều tra, khám nghiệm và xác định thời gian cháu bé bị bạo hành. Cụ thể xác định xem trong thời gian cháu bị bạo hành chủ hộ và các bên có biết hay không. Đồng thời kiểm tra thông tin từ camera, người dân và phụ huynh. Theo Thiếu tướng Gia Lan Lâm, qua khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân trẻ tử vong do bị bạo hành. Hiện đối tượng bạo hành cháu bé là người của cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi của mình. Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo kiểm tra giấy phép kinh doanh và các vấn đề liên quan khác tại cơ sở này để xử lý. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Ia Ca Dinh, thành phố Pleiku có báo cáo về một trường hợp trẻ tử vong khi nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi giữ trẻ ở số nhà 57 Trần Nhật Duật, thành phố Pleiku. Theo đó, chiều 1 tháng 9, Công an phường Ia Krinh nhận tin báo của bà Dương Thị Tùng, chú phường Yên Thế, thành phố Pleiku về việc con bà là Hồ Dương Tuấn Kiệt, 5 tuổi, bị bạo hành, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Qua xác minh, cháu Kiệt là trẻ thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi nuôi dưỡng tại nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5 năm 2024. Đến chiều 1 tháng 9, cháu Kiệt nhập khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Trên người cháu có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, ít chấm hai vành tai, bầm tím vùng cằm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu Kiệt được chuyển xuống nhà xác bệnh viện. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thành phố Pleiku, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp xác minh, củng cố hồ sơ. Hiện hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho đội điều tra tổng hợp, Công an thành phố Pleiku thụ lý.